theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 230 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 210 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức khoảng 50-60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức khoảng 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông. Trên khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12 độ đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới mức cấp 6, dưới 40 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên ở vùng biển phía Tây, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi, từ Quảng Trị đến Bình Định, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Cảnh báo mưa lớn. Từ 23 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến là 150-250mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 24 đến 25 tháng 9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do áp thấp nhiệt đới, từ đêm 23 tháng 9, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió giật mạnh cấp 6, cấp 8.